cá. Đây các bạn, quá trời cá nha. Đó. Bữa nay cá to không nè. Đây. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Tâm Rau Vlog. Đã nói đầu tiên cho Tâm chúc sức khỏe các bạn nha. Bữa nay tiếp tục đánh cá rô phi nữa nha các bạn. Bữa nay mình đi câu cá rô phi. Giờ mình đi, cũng đi trước nha các bạn. Là chị Thiện chưa có ra, còn đang đi học và chưa về nha các bạn. Nhìn ra làm ổ đồ trước, hồi về chị Thiện ra câu sau nha. Đây, địa điểm, dẫn địa điểm cũ nha các bạn. Đây là hầm đất của Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An. Ngay cái đường chợ Tân Mỹ đi vô cầu Tân Thái, quẹo vô chừng 300m là các bạn quẹo bên tay phải ha, ngay Kim Vàng Kim Phượng, chạy vô thẳng vô cái đường ngay cái hàng tràm này nè. Đó, ngay hàng tràm có mấy con trâu, ngay hàng tràm đó các bạn chạy chiều đây, bỏ xe đây cái câu tại ao luôn. Em cảnh chiều nè các bạn, đây là thả trâu nhiều lắm nè, còn mình giờ mình câu ở đây. Đây cái ao này vẫn ao cũ nha, ngay chỗ điểm quyền thoại luôn nha các bạn. Nãy giờ mình ra thả ổ bằng cám gà lớn nha. Giờ mình chuẩn bị khoa mồi nha các bạn. Bây giờ mời các bạn khoa mồi câu cùng mình ha. Đây, giờ mình khoa mồi nha các bạn. Nãy mình có trộn nè, cám gà lớn nè. Cho cám tanh vô. Bữa nay mình trộn 50-50 nha. Nên trộn 50-50 cho dịu dẻo xíu. Nãy mình xả dưới rồi, giờ mình trộn cám là mình câu ha. Rồi, giờ các bạn cho tương ớt vô nha. Cho tương ớt vô. Đỏ đỏ lên luôn. Nay mồi nặng lên ha. Vô vô. Bóp lên. Đổi màu đỏ lên liền. Siêu cay. Nồng mùi ớt ra. Đó các bạn nè, mềm nè, mình trộn mềm. Bài mồi đơn giản. Giờ là câu được ha. Giờ là có mồi câu rồi đó. Không cần cù kỳ mấy, đơn giản. Chuẩn bị đồ đánh cá đầu trước nha các bạn. Đó. Chuẩn bị chiến thôi. Rồi, ra cục mồi đầu tiên nha. Về mọi cái coi. Hy vọng cục mồi đầu tiên sẽ lên hàng nha các bạn. Mình mới đi làm về, mình về 4:30 rồi tới nhà giờ 5 giờ, 5 mấy rồi. Ta chuẩn bị ra đầu nghề hết 5 giờ mấy. Rồi, xuống cục mồi đầu tiên nha các bạn. Rồi, chờ đợi. 2000 years later. Rồi, cái đầu tiên lên luôn nha. Mấy cái đầu tiên lên luôn. Đấy, lên luôn. Mới thả cá đầu tiên luôn nha các bạn. Đây, cá nè. À, trời ơi, dính vô tay. Vậy mới đã chứ. Con đầu tiên, hỏi hàng. Vô vỏ. Rồi, phe mồi. Cục mồi của mình bằng ngón tay út. Này lưỡi BKK, bữa là ca số 9 nè. Cục mồi này bự hơn. Rồi. Mới giải thông tiêu. Lau tay. Mới thả xuống chắc liền nha. Ghê chưa? Đây là câu không nhờ, bị sợ mớm nha các bạn. Điểm này câu lý tưởng. Đó. Nè, nhận xuống rồi, nhận xuống còn 2 gạch rồi, xuống cái nữa. Đó, chưa? Lên liền, tốc hành luôn. Nhanh và gọn lẹ luôn. Kỳ vậy ta?
ra cành của nhóm nhóm đít tận nghe trúng ổ rồi. Hả? Lên chạy dưới à, hai con hai con qua nhõng đít hai con luôn nè, con dính cái miệng, còn con dính cá nhỏ vô nè. Hai này thả nha các bạn, cá nhỏ thả nha. Đây chị Thiện lên tới cả nhà, đem theo cần câu cá lóc, được câu con diêm nữa nha. Đó. Má đi học về hả? Cơm nước chưa chạy vô à? Ba có đem hai bịch cơm theo kìa, hầu có đói bụng ăn nha. Ăn bịch cơm đi. Học về không lo ăn uống là chạy ra. Toàn máu ghiền không? Đây chị Thiện vlog ra cần. Ra cần. Cái gì cũng từ từ. Ê. Ê, mút luôn. Ơi ăn cà rô. Cà rô đồng nè các bạn. Đó. Rồi nại kìa. Ồ, bài mồi độc quá. Dính mình hay làm gì thế à? Rồi dính mình luôn. Thả nha các bạn. Dính miệng thầm xuống hay gì à? Dính mình rồi. Trộm, cá đó ngon à. Ghê không? Đúng không? Đúng là sát thủ hả? Đó, vô. Mình cắm mềm. Cái nhỏ câu cá mềm quen. Câu cá trê. Ở bữa đó mình dính con cá trê. Cắm nhỏ câu cá trê. Khoan chìm xuống hai nấc, mình đẩy cần tới xíu nha các bạn. Đó, nó xuống á, nhồi xuống. Đó, nhồi xuống vậy đó, nhồi xuống. Lạ dữ à. Có bự, cá bự vô. Thả các bạn. Cho về với mẹ nó. Thả xa kéo vô cho cá bự vô coi. Nhảy cho cá bự dí theo con mồi. Làm như con mồi rê. Mình không có gắt cần chuyên nghiệp như ta nha các bạn. Lấy cái chống cần xử luôn nha các bạn. Rồi, cái này cũng vừa, bắt luôn. Có còn hơn không? Mình đâu có nuôi nữa đâu, chê. Chịu cực câu xíu có đồ ăn các bạn ơi. Khỏi tốn tiền mua đồ ăn. Ăn hết làm khô để dành. Nhiều lúc đi câu không có, lấy ra ăn hê hê. Ê, cần ba bữa nó ba để đồ bị xịt nó giờ nhám nhám kỳ không, thất bại không, mình lấy nước sơn bóng mình xịt. Rồi cái gì nặng rồi, bự không, hai con. Con bự con nhỏ này các bạn. Đó. Đây, không có chài phải không? Dính. Đó, đây. Cá này là quá ok, bắt con bự trước để sảy. Vô. Em quay về với mẹ đi.
Có cá ổn 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 trong nha. Nãy giờ là có cá ăn rồi nha các bạn. Như đó là chiên giòn cũng được rồi ha. Rau sống rồi vô. Cá rô phi ở đây nói chung nhỏ con mà mập thịt không à. Cá đây thịt. Có thịt. Giờ trời cũng tới tối à. Hy vọng cá bự vô nha các bạn. Làm con khá khá coi. Khá khá thôi. Ừ đó coi nhiều xíu. Ủa các bạn ơi, ăn cắm xả của mình cái bụng nè. Ăn cắm xả cái bụng quá rồi cái bụng. Thả nha các bạn. Đó, nhốt xuống xuống cái đó. Rồi. Bỏ luôn rồi. Rồi hết cục mồi phao trần lên rồi. Giật bỏ nha các bạn. Ủa, ê, gì vậy? Dính lưng hay gì rồi? Ủa, dính miệng sao? Dính miệng được ta? Ừ. Đâu có, dính ngoài này sao dính miệng được? Cục mồi hết rồi mà. Này, dính ngoài này các bạn, dính ngoài mép nè. Ừ. Cáo có ba biết mà ấy là nhịp là xong rồi, nhịp mà không kéo đi là cám rã liền. Dải à, đủ ăn nha các bạn. Vậy đó đủ ăn rồi đó, nhà mình đủ ăn rồi đấy. Chiên các bạn làm rau sống luôn lên. Sắp tối rồi, quýnh tăng lại cái lên đèn rồi. Giờ quýnh làm như cái ghiền luôn rồi. Rồi, hết cám hay gì rồi. Chạy nữa, chạy nữa. Đó, lên. Cái rô mình hả? Ủa, cái rô kìa. Nhìn lên kìa. Ủa, cái rô ngon kìa. Ngon rồi ha. Giờ mình vô cái trê nữa mới ngon kìa nha. Để lâu quá. Ăn quạo dữ ta. Vậy có chọt chọt lấy ra cái rô nữa, cái rô nữa. Ủa giờ sao cái rô bày mò cái rô như quá đó, bày mò cái rô. Không lẽ nhờ cá rô nãy giờ ăn không ta? Gì á? Mà cá rô ăn vô làm phập liền ha. Nó ăn cũng bạo lắm chứ. A few moments later. Màu đi không đó, cái này tầm này ok rồi nè, ra cũng tầm này mới được chứ.
Này các bạn, tầm này là ngon, ổn, dĩa. Chiến tiếp nữa ha, chiến tiếp hả? Về hả? Về cơm nước đâu đi, rồi 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 hai con hay gì mà dữ à, nó tầm này mới được nè, nó tầm này mới dây mới được chứ. Ây cối ra nha các bạn. Đó. Cái gì chín thì mà chạy dữ không? Cái gì? Chín đuôi. Nè. Ý là chín đuôi chạy đã. Cái cũng mạnh. Chứ thiện giờ mệt đói bụng rồi các bạn. Về đi học về lo chạy ra đây không không cơm nước gì. Giờ mới cá bự nè. Ê, trời, 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 trời. Nó giờ mỗi khoát mỗi em cá bự không nha, càng về khuya dây mới được chứ, mong đợi mà. Nên là câu cá rô phi cái từ từ đừng có nản nha các bạn. Khá khá rồi nha. Đó, Chí Thiện về về. Về nha cả nhà. Đói bụng quá. Đói bụng. Đói bụng mới về. Đi học lo học cách lo chạy ra đây. Gì đang rút đây rồi. Tuổi trẻ ta hết mình dễ ngồi từ 50. Ok. Đu. Trời ơi, đó cô ngang. Ngang thì bạo bạo là kìa. Bữa nay cái rộng này mình định sướng lắm, thải cái vô thải vô. Làm kia mà phải dính là xuống banh ra bỏ vô. Ăn không ngay lỗ là ăn liền đó, cá vậy cũng ổn rồi. Đây các bạn, cá vậy ổn rồi nha. Trọng nha, cá bự luôn chứ trọng gì. Đây cả nhà, tầm này là bự nha các bạn, tầm này là bự rồi nha. Đây đây cá này là tầm này là bự nha các bạn. Đây luôn phi sẻ không bự luôn. Chiều về mình đi làm về mình ăn miếng cơm nè, ăn cơm trước nên là giờ không có đói. Chí Thiện là đi học giờ chạy lên luôn các bạn nên đói, ăn luôn chứ, ăn liền luôn chứ. Ồ, cá
càng về phía càng bự nha. Đây, vô luôn coi. Ta tầm này mà đã nè. Đó, chạy ra đó. Chạy ra kìa nó. Đây, lên hàng các bạn ơi, lên hàng. Lên hàng. Em cá to. Đấy. Cá này mập này các bạn. Nè, cá này nói chung là cá này mập lắm. Mập. Nhỏ mà cá mập. Thả chẳng nha, gió tới rồi đó. Ngồi cái tuột xuống tê giọt. Đây, địa điểm này là giải trí là có lý nhất nhưng mà không khi nào mớm hết. Ra là có cá đem về ăn liền. Đi là có cá, đi là có cá liền ha. Này hỏi mình cá này các bạn, mần mình thái ra, thái lấy cái thịt không cái bạn xay, ấy bỏ vô xay xong còn một quýt á. Bỏ miếng hộp gà, trứng hộp gà vô. Rồi bỏ miếng ít bột năng. Rồi. Cái gì đấy ạ? À? Cái trê cái gì rồi? Cái gì vậy? Ôi, nó dính cái bụng. Dính cái bụng, cái miệng mà con cá cũng bự nha. Nó nằm dưới luôn á. Nó nằm dưới luôn nè. Đó. Ơi, đây, dính cái kỳ hay gì nè. nghe cái rúng anh. Nghe rúng luôn. Sao mà lọt nghe rúng này. Xuống mạnh cái nữa mới ngon. Xuống mạnh nữa. Xuống mạnh nữa hả? Chạy dữ rồi cưng. Hai con luôn. Dành ăn mồi của anh hả? Hai con. Em mini thả các bạn. Vô bầu. A few moments later. Hình giờ mình kết thúc video các bạn ơi. Cái đèn mình sắp hết pin rồi. Kết thúc video nha các bạn. Đây. Cá. Đây các bạn, quá trời cá nha. Đó. Bữa nay cá to không nè. Đây. Các bạn xem video cho Tâm xin một like và đăng ký kênh, bấm vào chuông để nhận thông báo Tâm ra clip mới nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp. Nhìn cuốn mình về các bạn ơi.